Xin giới thiệu với cô chú anh chị và các bạn chiếc máy ba dao không bánh đà, ba dao không bánh đà đối với Việt Nam. Có động cơ motor là 1,5 kW tương đương với 2 HP, hai ngựa. Máy ba dao không bánh đà giá 6 triệu. Xét thùng dày 2 ly, xét khung dày 4 ly. Có chỗ xỏ kéo hai bên. Dao này rất là sắc, dao cực kỳ tốt, có thể tháo rời. Có cái miếng canh để chỉnh sửa, chỉnh khoảng cách. Máy ba dao không bánh đà Ruvet giá 6 triệu tại xưởng. Miệng rộng xa không bị cuốn tay. Ba dao không bánh đà giá 6 triệu.